Để tăng cường phòng chống thiên tai năm 2023, huyện Đắc Lây triển khai đầy đủ nguồn lực với phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống có thể xảy ra. Năm 2023, từ nguồn vốn phân bổ 8 tỷ đồng, huyện Đắc Lây tiến hành khắc phục, nâng cấp sửa chữa 7 hạng mục công trình giao thông, san ủi lưu thông các tuyến đường dh 83, 85 đường liên xã và hỗ trợ khắc phục các nhà ở bị thiệt hại nặng, tốc mái hoàn toàn. Để ứng phó kịp thời trong mùa mưa bão năm nay, huyện chỉ đạo các xã thị trấn thường xuyên giả soát cập nhật, bổ sung và chuẩn bị đầy đủ nguồn lực sẵn sàng triển khai các kế hoạch phương án đảm bảo cụ thể phù hợp với từng địa phương. Đồng thời cắm biển báo tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt sạt lở đất, kiểm tra các công trình giao thông không đảm bảo an toàn, không cho người dân qua lại, duy trì chế độ trực 24 trên 24 theo quy định thực hiện phương châm ba sẵn sàng để chủ động phòng tránh bố trí kịp thời khắc phục khẩn trương và có hiệu quả xây dựng kế hoạch sơ tán giúp đỡ và bảo vệ tính mạng của người dân trên địa bàn chuẩn bị dự trữ các nhu yếu phẩm cần thiết